Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Form. Nếu bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Form nào, hãy gọi điện cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ tính mức giá lăn bánh chính xác và chi tiết với dòng xe Ford Ranger XLS phiên bản số tự động 2 cầu All New 2022. Thì trong nhà Ranger chúng ta sẽ có tổng cộng 6 phiên bản, các bạn có thể để ý ở trên màn hình, với mức giá của 6 phiên bản. Còn hôm nay Cường sẽ đi sâu và chi tiết cho các bạn về cái mức giá lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh với phiên bản XLS AT số tự động 2 cầu 2022 này. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình cái mức giá niêm yết của phiên bản này là 756 triệu đồng. Thì để lăn bánh trọn gói cho chiếc xe này, chúng ta phải đóng thuế, thuế trước bạ là 6% đối với lại các dòng bán tải. Phí bảo hiểm trách nhiệm nhân sự là 550.000. Phí bảo hiểm vật chất 1 năm nó tương đương khoảng 10 triệu. Tuy nhiên đối với lại cái bảo hiểm vật chất này thì tùy nha, các bạn có thể mua hoặc cũng có thể không mua. Còn đối với lại trường hợp chúng ta vay ngân hàng thì gần như là bắt buộc chúng ta phải mua cái bảo hiểm vật chất này. Còn nếu chúng ta mua tiền mặt thì không cần là bắt buộc. Tuy nhiên thì Cường thấy là 99% là các xe lăn bánh ngoài đường đều có bảo hiểm vật chất. Bởi vì với cái tình trạng giao thông ở Việt Nam thì không biết đường nào mà lần, đúng không các bạn? Cứ mua cho nó yên tâm. Rồi phí đăng ký biển số xe thì là 500.000 đối với thành phố Hồ Chí Minh và ở tỉnh là 200.000. Phí đăng kiểm là 340.000 cho cả nước. Phí sử dụng cầu đường bộ 1 năm là 2.160.000 cũng cho cả nước luôn. Và phí dịch vụ đăng ký thì cái này nó tùy vào từng cái tỉnh. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có thể là rẻ hơn 5 triệu, ở tỉnh xa xôi thì nó có thể là hơn 5 triệu. Thì cái này tùy thuộc vào từng tỉnh nhé. Thì cộng tổng chi tiết lại là 819.910.000 đồng. Thì đây là cái con số lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở tỉnh thì nó có thể là rẻ hơn một xíu các bạn. Nhưng mà vài trăm ngàn là một con số không đáng kể. Tuy nhiên đây là cái mức giá tính bình thường ở thời điểm hiện tại đối với lại cái dòng xe này. Bên Cường đang giảm giá trực tiếp cho quý khách hàng 40 triệu tiền mặt. Thì nếu trừ 40 triệu này ra thì lăn bánh nó còn 779 triệu đồng các bạn. Một con số phải nói rất hấp dẫn cho phiên bản 2 cầu trong năm 2022. Và đặc biệt các bạn mua xe ở thời điểm tháng 12 này đang có một cái mức giá cực kỳ tốt. Hoặc các bạn không thích lấy tiền mặt thì mình sẽ quy đổi ra phụ kiện. Và nếu các bạn quy đổi ra phụ kiện thì có rất nhiều phụ kiện cho các bạn có thể chọn lựa. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng, mình sẽ gắn cái phụ kiện làm sao nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình nhất. Để cái số tiền chúng ta bỏ ra, chúng ta phải tận dụng triệt để những cái công dụng và cái công năng nó mang lại. Thì có hai tùy chọn. Một là các bạn chọn trực tiếp là giảm 40 triệu tiền mặt, hoặc là chúng ta sẽ quy đổi qua phụ kiện. Và có một chương trình thêm cho các bạn là nếu các bạn mua phụ kiện á, Cường nói ví dụ như là các bạn mua 5 món với cái chi phí là 30 triệu thì các bạn sẽ được giảm giá từ 10 cho đến 20% tùy vào cái số lượng phụ kiện và cái loại phụ kiện chúng ta gắn thêm. Tức là chúng ta có thể là vừa giảm trực tiếp giá xe và được giảm thêm cái giá phụ kiện của nhà các bạn. Một cái chương trình rất hấp dẫn cho tháng 12 2022. Và nếu các bạn mua xe vay qua ngân hàng thì cái số tiền các bạn trả trước là 215 triệu đồng các bạn. Thì số tiền các bạn vay nó đâu đó hơn 600 triệu và các bạn thời gian trả nó từ 36 cho đến 96 tháng. Thì tính ra cái tháng đầu tiên chúng ta trả thấp nhất là khoảng tầm 10 triệu 584 ngàn đồng. Một cái con số rất hợp lý cho các quý khách hàng mà đang có nhu cầu sử dụng mua chiếc xe này để phục vụ cho công việc. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được mức giá tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.